Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi ra đây. Mình sẽ đi và mình sẽ về cái ổ anh em nhé. Đấy, cái ổ bên cạnh mình này. Đấy, đây cái ổ nhà mình. Đây, cái ổ này. Đấy, mình sẽ lấy một cành. Cái ổi thì nó là một cái cây ăn quả, cũng gọi là một cây, gọi là cây che bóng mát anh em nhé. Nhớ dần quê đất miền trung thì là đất lên xa vời cao ơi là trời ơi. Đây là cái lá cây ổi nhá. Đây là cái cành cây ổi anh em này. Thì cái ổi này là nó có thể là trị bệnh đau bụng. Nó là một loại cây ăn quả. Cây ăn quả thì không phải mình cây ăn quả anh em nhá. Cây ăn quả và một loại cây che bóng mát. Đấy. Che bóng mát bởi sao gọi là cây che bóng mát? Khi nó lớn rồi. Đấy, mỗi lần mà một cái khi nào mà nó nắng nó nóng á, đấy, em ra có cây ổi ngồi chơi hoặc là leo lên cành nằm ngủ. Đấy, như mình này cứ nóng nắng là nắng nóng là leo lên cành cây ngủ, không cây này thì cây nọ, nói chung là cứ cây nào mát mát là leo lên ngủ hết. Đấy. Cây mà phải chọn cây gọi là không có sâu, chứ chọn ngay cây có sâu đang ngủ rớt một phát hết cả hồn là té luôn anh ạ, té từ trên cây té xuống rồi gãy tay rồi chân đấy, không được đâu. Không chơi được nhỉ. Ơi, ngủ quá ạ. Thề luôn. Ổi này. Lá này. Lá bị sâu ăn này nha. Bị mấy con ấy ăn á, nó ăn á. Nó thâm này nó. Nên nó có màu đỏ. Bây giờ mình sẽ ngồi mình đếm coi được bao nhiêu lá nhá. Mình đếm coi được bao nhiêu lá trong đây nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 lá này. 6 lá này. 7 lá này. 8 lá này. 9 lá này. 10 lá này. 11 lá này. 12 lá này. 13 lá này. 14 lá này. 15 lá này. 16 lá này. 17 lá này. 18 lá này. 19 lá này. 20 lá này. 21 này. 22 này. 23 này. 24 này. 25 này. 26 này. 27 này. 28 này. 29 này. 30 này. 31 này. 32 này. 33 này. 34 này. 35 này. 35 rồi. 36 này. 37 này. 38 này. 39 này. 40 này. 41 này. 42 này. Con số đẹp anh ạ. 42 lá. Là một con số đẹp. Đấy. Là một con số đẹp anh em nhá. Thì cái ổi này là lấy cái ngọn nó trị bệnh được này, trị đau bụng. Đấy. Anh em mà bị đau bụng á, anh lấy 7 ngọn ổi. Anh em lấy 7 ngọn ổi. Đấy, 7 ngọn nhá, 7 ngọn non nhá. 7 ngọn ổi non.
anh em vào rửa sạch đi. Đấy, vào rửa thật sạch đi xong rồi vào rửa cho thật sạch đi xong rồi đấy, bỏ muối vào ăn. Hoặc là không bỏ muối cũng được, nhưng mà cái ngọn ổi rất là đắng cho nên mình phải bỏ muối. Đấy, ok anh em. Bỏ muối vào ăn, nhai kỹ vào xong nuốt luôn. Đấy, nuốt cả bã cả vỏ luôn, cả nước luôn. Không được nhả anh em nhá. Nhả thì hết tác dụng rồi. Ok anh em ơi, thì clip mình kết thúc ở đây thôi. Anh em nào mà thấy video của mình hay á, thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe, chia sẻ kênh, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Bye bye mọi người nhé.